Xin chào cả nhà nha. Mình đang ở công ty thương nghiệp hữu hạn Cacao Xuân Ron, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Alo Vina Chocolate, ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh, Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Đây là quang cảnh con đường ở ngoài cổng. Hoa rất là đẹp. Hoa đồng tiền giống Đà Lạt đây. Aluvia chocolate, vườn ca cao đây, ca cao. Xin chào người đồng hành, cảm xúc của anh như thế nào khi đến vườn ca cao? Trái sai mà trái rất là đẹp. Cảm ơn anh. Chúng ta tiếp tục. Khi vào cổng thì bên tay phải bạn sẽ có một cái gian hàng để nón lá. Chúng ta sẽ đội nón lá lên. Cầm quay cho em. Đó, xin chào cả nhà nha. Mình sẽ đưa cả nhà đi tham quan vườn ca cao. Đây, những chiếc ca cao này chắc chưa có chín á. Ca cao đây cành quá đẹp. Quá tuyệt vời. Ê, cảm xúc của các bạn như thế nào khi ngắm những cái trái ca cao đầy cái cây ca cao đầy quả như thế này? Có đang đi vòng vòng chụp hình. Wow, quá đẹp rồi. Các bạn có biết sô cô la làm từ gì không nào? Đây, sô cô la là làm từ trái ca cao đó. Nguồn gốc của ca cao là từ Mexico. Người Mexico rất tuyệt vời đã biết dùng trái ca cao này nè. Đó, để mà rang, xay rang và chế biến thành chocolate. Ồ, ở đây có nhiều cái đẹp quá, nhiều cái tiểu cảnh, nhiều cái đây, cái ca cao đây. Một lát mình sẽ nghe hướng dẫn viên giới thiệu về ca cao. Đó, có những cái nơi dừng chân để cho mình nghỉ nè. Đây là một trái ca cao đã chín rồi nè. Đó, mỗi cái khu vực để cho chúng ta ngồi nghỉ ngơi đều có một cái chiếc ca cao như thế. Đây là bàn ghế ngày xưa nè, nó bằng mây nè, nó bằng tre nè. Nhìn đây nhớ kỷ niệm tuổi thơ ghê. Ngày xưa già dì Bảy mình bán quán nước nhỏ cũng có những cái bàn như thế này rất là dễ thương. Còn có chiếc cầu tre nho nhỏ. Wow, đó, và súng đang nở nữa nè. Được, câu 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 dừa, câu dừa, trải nghiệm câu dừa. Trời, cái này dễ ẹt à. Đi một cái là qua rồi. Người ta đi á, người ta đi hai hàng, hai bên Câu xong. dừa trơn Người ta trờ, đi con em ơi. Wow, đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá. Đây, đến đây là bạn sẽ được thưởng thức một ly ca cao đá. Chào bé Minh, con cho biết cảm xúc khi con đến tham quan ở nông trại này. Từ đó, nhỏ đến giờ con có được từng gặp trái ca cao chưa? Gặp cây ca cao chưa con? Chưa. À, con thấy cây ca cao con có thích không? Wow, có mít nữa, hero, quá tuyệt vời. Đây rất nhiều loại chocolate đây nè, chocolate trà xanh nè, chocolate hạt điều nè,
chocolate, bột chocolate cho người sành ăn nè. Đây chocolate đậu phộng nè. Chocolate này là chocolate chocolate đen nè. Chocolate 80 mg. Chocolate chili, chocolate gừng ginger. Wow, chocolate nguyên chất nè, bột cacao nguyên chất nè. Đó, tiểu cảnh rất là dễ thương. Wow. Cho nên cần ta còn đang chuẩn bị mâm bát, cần bị câu cá nữa. Đó, cho mọi người ngắm cây cacao. Cây cacao ở bên dưới nè, có trái cacao chín nó rụng xuống dưới luôn nè. Ở dưới là hoa súng á.